xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cái đợt video trước mình có làm một cái video về cái mô hình vỗ béo bò bằng hẻm rượu. Thì hôm nay mình có dịp mình quay lại đây. Thì bữa nay mình thấy các anh chị thấy phía sau mình hiện tại bây giờ đã bò không có được nuôi ở ngoài nữa mà sẽ làm chuồng cái mái để cho bò vào ở. Thì hôm nay mình sẽ coi thử trong đây nó có gì và cái cách nuôi nó có khác gì như lúc trước không nha. Rồi, đây là cái chuồng. Bữa nay được mấy con ạ? Bộ như đợt trước là có 8 con đúng không? Đợt trước 6, nhớ 6 hay 8 gì đó. Bữa nay là ủa mấy cái lứa trước là có bán chưa hay là ủa bán hôm qua hả? Bán được mấy con? Mang 4 con được nhiêu lúa? 160 triệu. 4 con 160 triệu. Là bây giờ cái này là mình mua thêm á ha? Bữa nay là mấy con bò này nó được nuôi có thêm máng cỏ này các bạn nè. Ha. Nó vẫn cho uống hèm chứ hả chị? Tức là mô hình nuôi thì không có gì hết, không có gì khác, nhưng mà đây mình có lắp thêm mái nhà rồi cho bò nó ở nè, khỏi mưa khỏi nắng. Rồi ở đây có lắp thêm cái mấy cái giò nước nè. Giò nước này là cho bò uống luôn hả? Rồi một con là một chuồng nhốt ái vậy hả? Một con một ô nó vậy đó. Một con là một ô bỏ thêm một đá hiếm. Cái đá đó là đá đá vàng lá muối. Đá muối cho nó ăn hả? Đá muối khó nó ép. Đây, mình đi một vòng ha, coi thử ha. Ủa đây là cái giống bò này kêu giống bò gì, giống bò mình hay là món giống bò lai? Bò lai đó. Như bò mình thấy này. Mình thấy còn bò lai thì như con này mới mua phải không? Con này mới mua. Con này mua thì khoảng nhiêu tiền? Con nó mua 20 triệu. 20 triệu. Bò này có giá như ta? Đây có giá. Ở nhà bán 4 con 40 triệu con. Nó ngứa đầu đó. 40 triệu con. Nuôi chưa được 5 năm. Thì nuôi chưa được 1 năm hả? Rồi đây nè. Em nhìn bờ rất là đẹp. Bữa nay là được mấy bao nhiêu con ta? Đây coi đếm coi 2 4 5 7 10 13 con. Con bò đó mắc lai phèn ha. Ủa mấy con này là nuôi đâu chưa hay là mới? Mấy con này hả? Đây là con bò cỏ nè ha, bò cỏ mình đúng không? Bò cỏ đó. Cái này bò cỏ mình rồi, cái này mua lâu phải không? Cái này mới mua luôn á. Tại mua ở nhà không có mua bò nhỏ. Mua bò lớn về bò béo là hả? Bò lớn, hai con này là 43 triệu. Hai con 43. Là 20 cho nó con 20 con 23 triệu hả? Rồi còn ba con này là 93 triệu. Vậy là bán mấy con kia xong mua lại. Mua tiếp vỗ béo tiếp. Mấy con này anh nuôi chừng 3 tháng mấy. Hồi đó mình mua bò nhỏ, mình mua cả năm. Chứ bây giờ mình nuôi vỗ béo thì mình nuôi lớn lên ha. Mua lớn lên thì nó nhanh hơn. Đây các bạn thấy bây giờ bò rất là sổ ha. Và trong cái thời điểm bò có giá này là nuôi có lời rất là nhiều. Như con bò này chắc cũng nuôi khoảng 3 tháng nha nhiêu hả? Con bò như tầm bò này đang mua nuôi là có chừng 3 tháng á. 3 tháng. 3 tháng.
3 tháng thì nếu mà một ngày cái này là hai người chăm hả? Cái này là nếu mà một có cỏ vô trong nhà rồi thì một người chăm tốt. Một người chăm hả? 3 tháng thì nói chung là bán xoay đầu thôi chứ mình cũng không biết là một tháng là mình phải kiếm bao nhiêu tiền mà. Biết không? Biết hả? Một tháng vậy là công của mình làm khoảng ngừ khoảng nhiêu tiền, giống như tiền lương vậy đó. Nhiêu tiền? Tính ngày 200 ngàn mình làm đi. Ngày 200 tháng 6 triệu hả? Tháng 6 triệu. Nhưng mà cái đó là tính công thôi chứ còn nếu mà giá trị bò nó cao thì cái giá trị nó sẽ khác. Khác nữa đúng không? Giá trị bò thôi, còn tính công trả công của mình. Ok các bạn, đợt trước là cái video mình quay là 6 con bò ha. Đợt trước mình nói là cái lợi nhuận thu nếu mà trung bình một tháng thì khoảng 8 triệu. Thì với cái mức mà thu nhập của người nông dân như vậy thì mình thấy nó cũng khá là ổn định nếu mà đây là một cái mô hình thành công. Rồi bây giờ các bạn thấy là bây giờ đợt trước thì chưa có làm chuồng ha, chưa có phát triển nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là hiện tại bây giờ là đã phát triển bò thêm nè, thứ hai là phát triển thêm chuồng thêm, bò được ở trong mát nhiều hơn và chăm sóc kỹ hơn thì có thể là lợi nhuận của nó hoặc là bò nó sẽ mau lớn hơn rất là nhiều và mà bò sẽ mau mập. Như chị hồi nãy chị nói là khi mà đối với mô hình vỏ béo lúc trước mình chưa có tiền thì mình mua bò nhỏ để cái đồng tiền nó sẽ mình đủ kinh phí để mình mua, nhưng mà bây giờ khi mà đã ổn định rồi thì bây giờ mua như đây là những con bò lớn này. Bạn thấy là những con bò lớn thì hai con này như nãy chị nói là 43 triệu thì bò béo trong vòng khoảng 3 tháng là chúng ta có thể là xuất chuồng được. Thì mình thấy đây là một trong những cái mô hình cũng khá là hay. Thì ở vùng nông thôn thì cũng có rất là nhiều hộ người ta theo nuôi bò, nhưng mà nếu mà theo cái mô bò này đây là cái kinh phí đây là cũng chưa phải là cao để mình đầu tư ha. Chứ còn nếu mà đầu tư theo dạng công nghiệp thì ở đây thì có thể người dân người ta sẽ không có dám bỏ ra nhiều, tại vì nó có thể lúc này lúc kia, nó không có phải là theo dạng một cái trang trại bò chuyên nghiệp, nhưng mà đây có thể là phải nói là một trong những mô hình mà cũng khá là ổn định đối với người nông thôn ở tại một cái vùng nông thôn mà chuyên về làm về cây thanh long, trồng lúa, trồng bắp đồ, thì mình nghĩ đây là trong mô hình nó khá là hay và phát triển ha. Mục đích hôm nay mình quay lại đây, tức là đây là một cái trong cái trại bò của bà chị mình. Thì đợt trước có những cái video, có video thì các bạn nói là ủa tại sao mà nuôi bò nó rất nó lợi nhiều vậy, trong khi đó là có một số bạn thì cũng đang nuôi nhưng mà cái giá trị lợi nhuận nó lại không có cao như những cái video trong video mình nói. Thì các bạn biết là tùy theo thời điểm, với ví dụ như cái thời điểm mà bò mà nó có giá trị cao, các bạn biết là khi mà mua bò về có thể là các bạn tự dắt bên đường này, các bạn dắt qua bên đường kia là các bạn bán đã có lợi nhuận cũng khá là ổn định rồi, cũng cá đã có lợi nhuận. Ví dụ như mình có nghe câu chuyện là từ một con bò trong cái thời điểm mà giá cao đó, từ bên đây đường mà dắt bên kia đường đã bán được lời khoảng 5 triệu. Thì nói chung là cũng tùy thời điểm, nên là mình nói là cái buôn bán hay là kinh doanh cũng phải tùy thời điểm chứ không phải. Ví dụ như cái lúc video mình làm video này thì cái giá trị con bò nó sẽ khác khi mà đối với mức độ hiện tại. Do đó là các bạn có thắc mắc thì các bạn cũng phải hiểu cái lý do lúc mà cái lợi nhuận của mỗi thời điểm nó một sẽ khác. Nó sẽ thay đổi theo cái thời gian mà để chúng ta đầu tư. Nếu mà cái thời gian mà con bò cái giá trị con bò nó cao thì người ta tập trung đầu tư nhiều và cái lợi nhuận của người ta nhiều ha. Do đó là đây là một trong những cái mô hình nuôi mà cảm thấy mình khá là hay, mình muốn quay video lại cho tất cả các bạn và các anh chị theo dõi để cùng tìm hiểu thôi, chứ đây không có đá động gì tới và nuôi cái này phải giàu hay là nuôi kia giàu. Nhưng mà làm cái gì cũng vậy thì mình cũng phải muốn có một cái thu nhập cho nó ổn định, bền vững thì mình mới phát triển được cái ngành nghề, với lại là mình cũng phát triển được cái kinh tế gia đình của mình. Này, mấy cái máng này là dùng mua cái thùng nước đóng ha. Thì đây là cái chuồng trại này là nhà hết, chồng của chị hồi nãy là làm thợ mộc.
nên là thấy tự làm hết, nên là cũng hạn chế đầu tư rất là nhiều ha. Nhưng mà các bạn thấy là đây là bây giờ là rất là gọn, cũng khá là gọn. Mỗi con bò là mỗi chuồng. Khi mà mình đã làm đầu tư vậy rồi thì khi mình chăm sóc, không chăm sóc nó sẽ giảm bớt. Ví dụ lúc trước là hai người thì bây giờ có thể là nếu mà cỏ, các bạn thấy kia mà cỏ này, cỏ này là cũng cỏ trồng ở phía ngoài, phía sau thì khi mà cắt cỏ về thì có thể là với số lượng bò như thế này thì có thể là một người đã chăm sóc, chỉ cần một người thôi, còn người kia thì có thể là đi làm những công việc khác thì nó sẽ ổn hơn, ổn định hơn ha. Đây bò giống rất là đẹp. Nước tắm hả? Bây giờ là xối chuồng. Sáng là qua lấy phân bỏ ra kia ủ thì cái phân này sẽ tận dụng là bón lại cho thanh long, hoặc là bán lại cho những người mà họ trồng thanh long họ mua. Một cái này phân này bây giờ mình tính khối hay là mình tính sao? Cái này một khối phân bao nhiêu tiền? 700.000 một khối hả? Thông thường thì hàng tháng thì lấy được nhiêu khối phân? Ba khối là khoảng 2 triệu 2 triệu mốt, tức là một tháng là có thêm phần 2 triệu mốt từ thu nhập từ phân bò nha các bạn nè. Là cái nước là bỏ xuống hồ để mà mình chăm sóc cỏ, để mình ấy lại cho bò ha. Bây giờ mình bơm cái kia là mình bơm bằng bét quay mà. Ồ vậy được hả? Cái nước này là bơm xong là sẽ được đưa về xuống cái hồ phía dưới này nè. Đây hồ này rồi. Motor đâu? Đây là ý tưởng đúng không? Ý tưởng đầu tiên là cái nước phân nước tiểu của con bò sẽ được đưa xuống và sẽ được lọc đồ, làm cái máng lọc để khỏi rơm đồ, khi sau đó sẽ dùng cái bơm để bơm lên. Và các bạn thấy bên kia là có những cái cỏ, trồng cỏ để nuôi bò đó, thì mình sẽ dùng cái nước này nè là mình sẽ tưới lại cho cái cây cỏ đó nó phát triển. Các bạn thấy cỏ rất là đẹp đúng không? Cỏ phát triển rất là đồng đều, rất là tốt. Đây là cũng giống như là một trong những cái trang trại bò mô hình khép kín và tận dụng hết tất cả các nguồn thu và lợi nhuận để đem làm sao mà để cho cái lợi nhuận của cái tận thu được triệt để nhất. Rồi bữa nay còn cho nó uống hèm không? Vẫn như là trước đúng không? Uống hèm rồi bánh mỡ, bánh dầu rồi. Như hèm ở đây là mình mua bao nhiêu tiền thôi? 3.000 một thùng 30 lít, cũng khá là rẻ thôi. Mà một con bò như vậy thì một ngày cho nó uống thùng bao nhiêu ha? Không tới một thùng ha. Giờ bánh bò nó cũng vậy mà. Bánh bò có mấy ngàn hả? Bánh dầu hả? Một ngàn. Thực ra đầu tư là cũng chỉ có là rơm là mình phải mua bó ha. Rơm này một bó nhiêu tiền? 30.000 mà có lúc 25, có lúc 30. Hiện tại giờ mua 30.000 bó. Đây giống bò này ha, các bạn thấy là nó bò bổ béo mà nuôi nhìn nó rất là bắt mắt, nhìn vô là đã thích luôn á.
Nhưng mà ở đây là toàn là bò giống đực thôi chứ đâu có giống cái không? Mua bò giống đực về nuôi vỗ béo hả? Đây hai cặp vợ chồng đại gia của vùng Bình An nè các bạn nè. Người ta nói mình khùng mình có. Người ta nói mình nuôi bò cái mình nuôi mình khùng. Các bạn biết nếu mà các bạn thử tính nhẩm nhẩm ví dụ như bò với cái số lượng này thì các bạn tính là cái giá trị tiền đó nhiều ha. Thế thì mấy cái con này là mấy con mới hoàn toàn đúng không? Mới hoàn toàn. Còn mấy cái kia là đợt trước là bán hết rồi. 40 triệu một con, lúc mình mua bao nhiêu tiền? 8 triệu. À, là mình nuôi trong vòng năm hả? Chưa được năm. Chưa được. Tháng 5, tháng 6 mình được năm. Tháng 5, tháng 6. Vậy là nuôi khoảng 10 tháng. Lúc đó là mua bò nhỏ thì nó vỗ béo lâu hơn ha. Ừ. Đó mua bò nhỏ. Bữa nay không mua bò nhỏ cỡ đó nữa mà mua bò lớn gì luôn. Ừ hả? Bò lớn thì giá trị tiền nó cao hơn. Giá trị tiền cao mà mình nuôi nhanh hơn. Nuôi nhanh hơn nữa hả? Là dự kiến là vòng 3 tháng là có thể mình xuất chuồng được. Rồi video của mình kết thúc ở đây ha. Mình hy vọng là đây là một trong những cái mô hình mới mà có thể là tất cả các bạn xem mà xem qua thì về cái cách mà nuôi bò vỗ béo, một trong những cái mô hình mình thấy cũng khá mới, nhưng mà ở đây được một cái nữa là vỗ béo bằng thêm hèm rượu rồi bánh dầu từ ép của cái vỏ đậu phộng, thì ở đây có thêm cái nguồn đó thì cũng có một cái thuận lợi nhất định để đầu tư thêm vỗ béo thêm cho bò. Rồi video của mình kết thúc ở đây ha. Nếu các bạn có những cái bình luận gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Thì mình có những cái gì nếu mà trong quá trình các bạn hỏi thì mình biết thì mình sẽ trả lời, còn nếu mà không biết thì mình sẽ hỏi lại hai anh chị này. Về cái nội dung các bạn hỏi mình sẽ trả lời lại cho tất cả các bạn. Rồi video mình xin kết thúc ở đây ha. Hy vọng nếu các bạn là mới vừa ghé qua kênh Bado Vlog, hoặc là mới vừa xem video này, hoặc là mới vừa ghé qua kênh lần đầu tiên thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình có đăng những video mới lên thì các bạn có thể là người theo dõi được những video của mình. Xin chúc tất cả các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng phát đạt. Bye bye các bạn.